Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 25 tháng 2 tới đây, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an sẽ bắt đầu cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua nghiệp vụ cấp đổi cấp lại thẻ căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc. Đối với tài khoản định danh điện tử, công dân khi thực hiện các dịch vụ công sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu đăng ký mà không phải khai báo điền thông tin nhiều lần. Việc này giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. Công dân cũng có thể cung cấp, chia sẻ thông tin của mình với bên thứ ba thông qua quét mã QR hoặc giải pháp kỹ thuật khác khi hệ thống của bên thứ ba đủ điều kiện kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử. Tài khoản định danh điện tử có thể thay thế căn cước công dân vật lý và các loại giấy tờ khác như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế và dùng để thực hiện các giao dịch tài chính, thanh toán hóa đơn điện nước, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chuyển tiền.